cho phép đội tuyển Thư viện tỉnh Kiên Giang xin gửi đến quý ban giám khảo, quý đại biểu cùng toàn thể hội thi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, Kiên Giang, quê hương chúng tôi, mảnh đất cuối trời Tây Nam của Tổ quốc, được ví như một Việt Nam thu nhỏ bởi nơi đây có cả núi rừng, đồng bằng, sông ngòi và biển cả, cùng với hơn 100 hòn đảo nổi lớn nhỏ. Kiên Giang được hội tụ nhiều danh lam thắng cảnh, khu di tích lịch sử với những nét văn hóa đa dạng và đặc sắc. Đến với Kiên Giang, bạn sẽ say mê trước vẻ đẹp của thành phố rạch giá, non nước hữu tình của thập cảnh Hà Tiên, rừng quốc gia U Minh Thượng, quang sơ, độc đáo, vẻ đẹp quyến rũ của đảo Ngọc Phú Quốc, hay khu di tích lịch sử Ba Hòn, núi Mo So với những chiến tích liệt anh. Thành phố rạch giá là trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh Kiên Giang. Đây là một trong những đô thị lớn nhất vùng Tây Nam Bộ. Khu lấn biển ở thành phố rạch giá tọa lạc tại khu lấn biển ở thành phố rạch giá hiện đã trở thành khu đô thị khang trang hiện đại với các công trình công cộng và khu vui chơi giải trí hấp dẫn. Với tiềm năng vốn có và tấm lòng hào sảng của người dân Kiên Giang, quê hương tôi đã nhanh chóng trở thành một trong những trung tâm du lịch hiện đại, hấp dẫn và đầy cuốn hút của Việt Nam. Kính thưa quý vị, cùng với sự phát triển chung của tỉnh Kiên Giang, Thư viện tỉnh cũng ngày một cố gắng phát huy hết vai trò của mình, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiều hình thức hoạt động khác nhau với mục tiêu mang sách báo phục vụ nhu cầu học tập, thông tin giải trí cho mọi tầng lớp nhân dân, từ đó đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng xã hội. Thư viện tỉnh Kiên Giang tọa lạc tại lô C2002, đường 3 tháng 2, thành phố rạch giá, tỉnh Kiên Giang. Trụ sở nằm trong trung tâm thành phố, các phòng phục vụ chính của thư viện được trang trí đẹp mắt, gần gũi với thiên nhiên, không gian rộng rãi thoáng mát, tràn ngập ánh sáng, thuận lợi cho việc đọc sách và học tập. Trong suốt quá trình hoạt động, Thư viện tỉnh Kiên Giang đã làm tốt vai trò của mình là nhịp cầu kết nối tri thức văn hóa đến đông đảo mọi tầng lớp nhân dân. Ngoài công tác phục vụ bạn đọc tại chỗ, công tác phục vụ lưu động cũng được Thư viện tỉnh Kiên Giang tích cực triển khai. Mô hình chuyến xe tri thức đã phát huy được hiệu quả, được sự hưởng ứng tích cực từ các địa phương trong tỉnh. Xe lưu động mang tên Ánh sáng tri thức đã đến với hơn 100 điểm trường ở các huyện vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, thu hút được rất nhiều giáo viên và học sinh tích cực tham gia. Thư viện tỉnh Kiên Giang đã tích cực tham gia vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, các ngày lễ lớn nhằm lan tỏa văn hóa đọc mạnh mẽ và sâu rộng trong cộng đồng xã hội. Thư viện hiện đã và đang chuyển đổi từ mô hình thư viện truyền thống sang thư viện điện tử, thư viện số là lá cờ đầu trong việc ứng dụng và hỗ trợ khoa học công nghệ ở tuyến cơ sở. Bên cạnh là địa điểm lưu trữ kho tàng tri thức, Thư viện tỉnh Kiên Giang còn tổ chức các cuộc thi như cuộc thi đại sứ văn hóa đọc, hội thi nét vẽ mùa xuân đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các em học sinh sinh viên, dần trở thành cuộc thi có uy tín, nhận được sự tin yêu của giới chuyên môn, quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh trong toàn tỉnh. Ngoài ra, Thư viện tỉnh còn luôn quan tâm đến công tác truyền thông qua báo đài, mạng xã hội. Đặc biệt, Thư viện tỉnh đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kiên Giang thực hiện các chương trình như tạp chí Thư viện Kiên Giang, Thư viện truyền thanh và chuyên mục Mỗi ngày một cuốn sách. Các chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các bạn đọc trong và ngoài tỉnh, qua đó góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng và xây dựng hình ảnh điểm hẹn văn hóa tri thức của Thư viện tỉnh Kiên Giang. Thưa quý vị, đến với liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách hôm nay, đội tuyển Thư viện tỉnh Kiên Giang xin được giới thiệu tôi Nguyễn Thu Trang, hiện tôi đang công tác và làm việc tại Thư viện tỉnh Kiên Giang và hiện tôi đang đảm nhận vai trò là thủ thư phòng mượn, quản lý hệ thống website, ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động của thư viện. Tôi Nguyễn Đình Trinh hiện đang phụ trách công tác nghiệp vụ của thư viện. Ngoài việc xử lý nghiệp vụ, tôi còn tham gia phục vụ lưu động, trưng bày và giới thiệu sách tại cơ quan, các sự kiện và lễ hội lớn ở địa phương, cùng anh chị em đi từ thành phố đến những vùng quê xa xôi, nhìn những em nhỏ say mê đọc sách, khiến anh em chúng tôi vơi bớt đi những nhọc nhằn vất vả, và đó cũng là niềm động viên, sự khích lệ lớn lao trên con đường chúng tôi đang bước. Đến với liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách hôm nay, đội tuyển thư viện tỉnh Kiên Giang mong muốn được giao lưu, học hỏi và giới thiệu đến liên hoan một quyển sách thật hay và ý nghĩa.
đã qua đi, những đau thương mất mát vẫn còn đó. Để giành độc lập tự do cho dân tộc, có biết bao mồ hôi xương máu của các anh hùng liệt sĩ đã đổ xuống trên mảnh đất quê hương. Bao người đã ngã xuống, bao người trở về không còn lành lặn. Đặc biệt, mỗi khi chúng ta đọc lại những trang sử vẻ vang trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam, thì bức tranh toàn cảnh về chiến trường khốc liệt năm xưa lại hiện lên rõ nét. Và có lẽ hình ảnh ấn tượng nhất khiến trái tim ta bồi hồi xúc động, xen lẫn sự kính phục, đó chính là hình tượng những người nữ anh hùng. Với niềm tin son sắc, tấm lòng kiên trung, họ đã dành cả đời mình cho Đảng, cho dân tộc Việt Nam. Kính thưa quý vị, đến với liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách hôm nay, đội tuyển thư viện tỉnh Kiên Giang xin được giới thiệu đến liên hoan một quyển tiểu thuyết được mang tên Hòn Đất của nhà văn Anh Đức. Sách dày 399 trang, in trên khổ 21cm, do nhà xuất bản Văn học Ấn hành năm 2013. Hòn Đất là cuốn tiểu thuyết viết về cuộc chiến đấu của quân và dân huyện Châu Thành, tỉnh Rạch Giá, nay là huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, chống lại quân đội Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ trong giai đoạn chiến tranh đặc biệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam. Quyển tiểu thuyết Hòn Đất được tác giả viết trong 2 năm 1964-1965 và được nhà xuất bản Văn học Ấn hành lần đầu vào năm 1966. Năm 1983, tác phẩm được lấy làm kịch bản cho phim truyện Hòn Đất. Hòn Đất là tác phẩm văn học đầu tiên của nền văn học chống Mỹ ở miền Nam. Tác phẩm đã phản ánh kịp thời hiện thực cách mạng Việt Nam trong giai đoạn chiến tranh đặc biệt. Tác giả vừa nêu lên được phẩm chất của con người Nam Bộ, chất phát, thật thà, nhân hậu, vừa nêu lên được tính cách của những chiến sĩ giải phóng miền Nam. Lên trên hết là hình ảnh các nhân vật nữ như Quyên, em chị xứ, một cô du kích trẻ, đẹp người, đẹp nết. Mẹ xấu, mẹ chị xứ, luôn tự hào về con mình trong khi nỗi lòng đang quặn thắt. Hay bà Cà Sợi, mẹ tên Trung Ý Xăm, luôn mang trong lòng một nỗi đau khi biết con mình là kẻ ác ôn nhưng không sao ngăn được. Đặc biệt là chị xứ, một nữ du kích có nhiều đức tính cao quý như đằm thắm, bất khuất, ngoan cường. Cuối cùng chị xứ hy sinh vì sự sống của đồng đội và vì lý tưởng mà chị nguyện suốt đời tin yêu. Đó là hình tượng nguyên mẫu của chị Phan Thị Giàng mà trong tác phẩm tác giả đặt tên là Sứ, một loại hoa đẹp và thân thiết với quê hương Hòn Đất. Bạn đọc sẽ cảm nhận được những bi kịch và thảm khốc của chiến trường miền Nam năm xưa, nơi mà cuộc chiến giữa quân nhân ta và địch diễn ra ác liệt tại xứ Hòn. Giữa một bên là 17 người của đội du kích xã với vũ khí thô sơ, một bên là cả một đại đội được trang bị vũ khí hiện đại cùng những thủ đoạn độc ác.
nhưng đội du kích vẫn kiên cường chiến đấu, không ngại hy sinh gian khổ. Khiến bạn đọc không khỏi xúc động chính là sự hy sinh của chỉ sứ. Trong cuộc chiến đầy cam go ấy, chỉ sứ xung phong liều mình ra khỏi hang, lấy nước suối để giữ lấy sự sống cho đồng đội đang cố thủ trong hang chiến đấu với địch. Trên đường đi, chị đã bị địch vây bắt. Chúng tra tấn chị rất dã man, dùng nhiều thủ đoạn dụ dỗ chị, kêu gọi các đồng chí trong hang đầu hàng, nhưng chị quyết chống trả, quyết không khuất phục. Chị gào lên để các đồng chí được nghe tiếng, và đó là câu nói cuối cùng mà các đồng chí được nghe tiếng chị. Các đồng chí đừng tin, tụi nó nói láo, tôi không bao giờ đầu hàng. Các đồng chí đừng uống nước suối, đừng bỏ súng. Trong đó còn mạnh khỏe hết không? Còn tôi còn sống không? Nếu còn thì hãy bắn một phát súng cho tôi mừng. Ngược lại với sự kiên cường của trị sứ thì sự hoang mang của tên thiếu tá Xăng và trung úy Xăm càng gia tăng khi đã trổ hết mưu kế nhưng không dụ được chị đầu hàng. Chúng treo chị lên cây dừa và dẫn mẹ Sáu tới hòng làm lay chuyển lòng chị. Nhưng chúng nào biết hơn cả con mình, mẹ Sáu muốn cứu lấy con mình, nhưng lòng mẹ Sáu quặn đau gấp bội. Mẹ muốn cứu lấy con mình nhưng không thể nói những lời mà bọn giặc ép buộc mẹ phải kêu gọi con của mình và các đồng chí trong hang đầu hàng. Bọn lũ giặc ác ôn đã đem chị đi hành hình.
chúng chém đầu chị và phải chém đến dao thứ tư mới giết được chị. Nào phải lưỡi dao Mỹ không bén, mà lưỡi dao của chúng đã chạm phải suối tóc dài tốt tươi, suối tóc 25 năm của người con gái kiên cường bất khuất. Và rồi chị đã hy sinh kiên trung trên mảnh đất Ba Hòn. Cuộc chiến đấu và cũng là tiểu thuyết viết về một đời người con gái. Nhà văn Anh Đức đã rút ra từ nhiều mẫu người con gái miền Nam, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang để xây dựng lại thành một người, đó là chị Sứ, tên thật là Phan Thị Giàng. Tác phẩm đã xây dựng từ một nhân vật nguyên mẫu để trở thành một nhân vật văn học, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc gần xa. Hòn đất nơi chị Sứ, nhân vật có thật là chị Phan Thị Giàng đã hy sinh, nơi đây cũng chính là nơi đã xây ngôi mộ chị, và nơi đây đã trở thành khu di tích lịch sử, thu hút đông đảo khách tham quan trong và ngoài nước. Hàng năm, quân và dân Hòn Đất đều tổ chức long trọng kỷ niệm ngày sinh và ngày mất của chị nhằm tri ân giáo dục cho thế hệ trẻ. Là người con của mảnh đất Kiên Giang, tôi luôn tự hào về chị, tự hào về quê hương mình. Chị Sứ vẫn còn đó bên bờ biển Tây của Tổ quốc. Chị luôn là hình tượng đẹp nhất đi cùng năm tháng, sống mãi trong tâm người dân Việt Nam, để cho các thế hệ mai sau mãi ghi nhớ, trân trọng và càng thêm yêu quê hương Tổ quốc, nơi mà cha ông ta đã hy sinh xương máu để giữ gìn. Thank you.
ngày về muôn phương, trên những nẻo đường quê hương xứ Hòn Rang gần yêu. Đã làm dương dấn lòng tôi khi trở lại ba hòn. Chiến công lẫm liệt ngày ấy vẫn còn, hòn Sóc, hòn Me và hòn Quéo, chiến tích hào hùng người lấp phất nhỏ mưa, xanh thắm bóng dừa ngọt ngào hương hoa xứ. Suối Lương vẫn âm thầm chai mai, nhưng lòng nghĩ sứ sắc son đối mặt với quân thù. Quân dân đoàn kết xóa sạch mây mù, 78 ngày đêm giặc thù càng quét, người dân hòn đất chiến đấu về ngọn gió chiều cứ nhẹ thổi miên man, tình quê hương dân tràn trong trí nhớ. Nay bước chân về sau lòng mình bỡ ngỡ, hòn đất thanh bình rạng rỡ mùa xuân. Tôi đến thắp nén nhang bên mộ phần liệt sĩ, ngọn gió thi du thủ thì đôi lời, các anh nằm đây quê mẹ ở muôn nơi, anh chị đã hy sinh để sanh người hòn đất. Bước chân phiêu bạc tôi dừng đây thiên thầm bên mộ anh
chợt nhớ đến một loài hoa trắng đã hiên ngang giáp mặt với quân thù. Ánh dương tỏa sáng xóa sạch mây mù, chỉ là hiện thân của loài hoa sứ trắng hương sắc dạt dào thuần khiết thanh cao. Giữa đàn bom hương sắc vẫn ngát ngào, hòn đất tự hào chỉ kiên cường chỉ sư. Chỉ ra đi để ba hòn còn lưu truyền mãi một tấm gương vì nước quên mình. Rồi đàn bơm bao dông ta dừng xây thỏa lòng ước mong. Ngày từng ngày làng quê đôi tay, hòn đất ơi người sáng tương lai. Đã trải qua bao gian lao vất vả, góp sức chung tay làm rạng rỡ ba chiến công. Ngày ấy vẫn còn thoảng thơm hương sứ đất hòn sàn danh, muôn hoa đua nở trên cành ngọt ngào hương sứ xung lành yêu thương. Kính thưa quý vị và các bạn, tiết mục năng khiếu với bài Tân Cổ Hòn Đất Người Sáng Tương Lai đã khép lại phần thi cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách năm 2022 của Đoàn Thư viện tỉnh Kiên Giang. Xin kính chúc quý vị đại biểu, quý ban giám khảo, quý đồng nghiệp lời chúc sức khỏe, chúc hội thi thành công tốt đẹp.